Kính thưa quý vị, dư luận trên các mạng xã hội đang dậy sóng trước một đoạn video clip cho thấy cảnh ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Cộng cùng với nhiều vị quan chức lãnh đạo cao cấp của chính phủ Việt Nam đang ngồi ăn ở trong một nhà hàng sang trọng có tên là Estate Steakhouse ở Knightbridge, London vốn là một nơi chỉ dành cho giới siêu giàu tại Anh Quốc và các nước châu Âu. Trong đoạn clip, người ta có thể thấy là ông Tô Lâm được chính tay đầu bếp nổi tiếng người Thổ Nhĩ Kỳ, có tên là Nusret Gocher. Người này còn có biệt danh tại Việt Nam là Thánh Rắc Muối Sâu Bề. Đích thân người đầu bếp này đã chế biến và đút ăn tận miệng món bò rát vàng cho ông Tô Lâm. Mà theo một số ước tính, trị giá của bữa ăn này có thể lên đến 37.000 bảng Anh, tương đương với 51.000 đô la Mỹ. Đoạn video clip ông Tô Lâm ăn bò rát vàng đã được đăng tải hôm 3 tháng 11 năm 2021 trên tài khoản TikTok có gần 11 triệu người theo dõi của người chủ nhà hàng. Tuy nhiên thì ngay sau khi bị phát hiện, đoạn video clip đó đã bị xóa trên tài khoản TikTok của So Bay. Trong một đoạn video ngắn chỉ dài 41 giây cho thấy cảnh So Bay đã chế biến món bò rắt vàng, món này có tên gọi là Golden Giant Tomahawk và cắt ra thành từng miếng, đồng thời tự tay rắc muối lên 3 phần thịt bò để chế biến riêng cho phái đoàn của quan chức Việt Nam. Và sau đó thì đích thân ông chủ nhà hàng này còn tự tay dùng dao xỉa một miếng thịt bò để đút vào mồm của ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm và ông Tô Lâm sau khi ngấu nghiến cắn miếng thịt một cách đầy thèm thuồng liền đưa một ngón tay cái lên để tỏ dấu hiệu cho biết là món bò này tuyệt hảo. Theo quan sát thì bữa ăn tối của ông Tô Lâm chỉ bao gồm món thịt bò rắt vàng cùng với rượu vang thượng hạng mà theo ước tính thì có giá quy ra tiền Việt Nam có thể lên đến hơn 1 tỷ 150 triệu đồng tiền hồ tệ. Qua đoạn video, có thể thấy phái đoàn Việt Nam đến dự tiệc, có ít nhất khoảng một chục quan chức. Tất cả đều ăn mặc sành điệu, và họ đều tỏ ra quen thuộc với những nhà hàng đắt đỏ kiểu như nơi này. Trong đó thì có sự xuất hiện của ông Tô Ân Sô, người hiện đang giữ chức là tránh văn phòng, kiêm người phát ngôn bộ công an ngồi ngay bên phải của ông Tô Lâm người ta có thể thấy rất rõ khuôn mặt của ông Tô Ân Sô đang bừng đỏ. Có lẽ vì ngà ngà say rượu, ông này đang cầm điện thoại quay lại bữa tiệc bằng điện thoại cá nhân. Được biết thì ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang thắp tùng đoàn của Thủ tướng Phạm Minh Chính để tham dự hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, có tên gọi là COP26 tại Anh từ ngày 31 tháng 10. Trong chuyến thăm Anh lần này, Ông Tô Lâm đã thay mặt đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Công an Việt Nam làm việc với bà Preeti Patel, Bộ trưởng Bộ Nội vụ của nước Anh để hợp tác trên nhiều lĩnh vực như là chia sẻ thông tin nghiệp vụ, dữ liệu tội phạm, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao vân vân. Trong thời gian lưu lại nước Anh 4 ngày, Dường như là ông Tô Lâm đã tranh thủ để ghé thăm những chỗ ăn chơi sang chảnh nhất của nước Anh, mà bữa ăn tối tại nhà hàng Nusser's Steak House mà chúng tôi vừa nêu trên cũng chỉ là một phần trong các chuyến chơi bời tốn kém của phái đoàn Việt Nam. Theo một số người am hiểu thì để có được đích thân chủ nhân nhà hàng, đó là đầu bếp Nusser's Gokcha phục vụ và biểu diễn thì phái đoàn của Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã phải đặt chỗ trước từ rất lâu và dĩ nhiên hóa đơn của bữa ăn sẽ cao ngất ngưởng. Riêng cái tiền phí dịch vụ không thôi có thể lên đến 150 triệu Việt Nam đồng. Ở đây thì chúng tôi cũng xin nói thêm, trên danh nghĩa thì các chuyến đi của ông Đại tướng Tô Lâm tại nước Anh đều được coi là hoạt động công tác cấp nhà nước, cho nên mọi chi phí đều được chi trả bởi ngân sách nhà nước, tức là tiền thuế của người dân Việt Nam, trong đó có tiền thuế của quý vị. Đây cũng là chuyến đi châu Âu đầu tiên trong vòng 4 năm qua của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Kể từ khi xảy ra sự kiện mật vụ Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu quan chức Cộng sản Việt Nam đã trốn sang Đức tị nạn vào năm 2017. Khi đó thì Đại tướng Tô Lâm được cho là kẻ cầm đầu chỉ đạo vụ bắt cóc và chính ông này đã áp giải Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam trên một chiếc chuyên cơ mượn của chính phủ Slovakia. Sự kiện này đã gây nên vụ khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng đối với các nước châu Âu, đặc biệt là đối với nước Đức. Và vụ tai tiếng này đã khiến cho Tô Lâm mất ghế thủ tướng vào tay Phạm Minh Chính và thậm chí ông ta cũng không vớt vát nổi chiếc ghế chủ tịch nước đã bị lọt vào tay Nguyễn Xuân Phúc. Khi đó thì ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội 13 đã viện lý do rằng Tô Lâm có thể bị chính phủ các nước phương Tây bắt giữ khi đặt chân đến châu Âu. Tuy nhiên thì trên thực tế, chuyến đi Anh chót lọt vừa qua của Tô Lâm cho thấy rằng những gì mà các đồng chí của ông ta lo ngại hóa ra chỉ là cái cớ để tranh giành quyền lực. Và thực tế là lần này, sau 4 năm thấp thỏm, Tô Lâm cuối cùng đã được tháp tùng Phạm Minh Chính sang châu Âu, dường như cũng là dịp để ông chùm an ninh cộng sản có thể chút bỏ mọi gánh nặng sau ngần ấy năm. Và kết quả là như quý vị thấy, đó là những cuộc ăn chơi thả cửa để đốt tiền ra oai tại những nơi sang chảnh mà có lẽ là ông thủ tướng Boris Johnson của nước chủ nhà cũng không bao giờ dám bén mảng đến. Cũng cần nói thêm ở đây, đó là chuyến đi của phái đoàn Cộng sản Việt Nam đến châu Âu lần này, dưới danh nghĩa là tham dự hội nghị về biến đổi khí hậu, nhưng thực chất là chuyến đi vận động nhằm xin các quốc gia Tây Phương viện trợ thêm vaccine và tiền bạc nhằm giúp Việt Nam khôi phục kinh tế sau đại dịch. Thử hỏi là các nguyên thủ thế giới, các nhà tài trợ phương Tây sẽ nghĩ gì khi thấy cái cảnh chính những vị quan chức vừa ngửa tay xin từng liều vaccine viện trợ, xin từng đồng đô la tài trợ, những kẻ mà mặt chơ chán bóng đi xin sỏ khắp mọi nơi, nhưng lại sẵn sàng chi hàng tỷ đồng cho những bữa ăn đắt đỏ thuộc hàng bậc nhất thế giới. Khi nhìn vào những hình ảnh như vậy, họ sẽ nghĩ như thế nào? Câu nói miếng ăn là miếng nhục, thật là đúng trong trường hợp này một người dùng Facebook tại Việt Nam có tên là Phạm Minh Vũ đã đau đớn thốt lên rằng Xem xong video động lại trong tôi chẳng có gì, ngoài sự cay đắng cay đắng tận cùng. Tôi nhớ lại từng chuyến xe tháo chạy khỏi Sài Gòn mấy đợt vừa qua của người dân, để chạy khỏi cái đói cái khổ. Tôi nhớ từng đoàn người đi bộ, nối hàng dài lam lũ trở về quê hàng trăm cây số vì đói. Tôi nhớ tới đoàn xe thiên di, leo lên đỉnh Hải Vân trong cái mưa lạnh kèm bão lũ tôi nhớ tới hình ảnh người đàn ông phải nhặt từng hạt gạo khi cái ni lông bục giữa hè phố sau khi xin được nhà hảo tâm cho 3 kg gạo. Và còn lắm cái cảnh thê lương mà dân ta chịu nỗi khốn khổ vì đại dịch trong mấy tháng qua. Tháp Tùng Thủ tướng đi dự hội nghị tại Âu Châu không biết hiệu quả đạt được ra sao, mang lại lợi ích thế nào cho dân cho nước. Trước mắt là thấy ngốn không ít tiền thuế của dân nhưng lại tổ chức ăn uống nhìn nó thật khốn nạn và lưu manh kịch cỡm tiền đó là tiền thuế của dân chứ đâu bọn cộng sản quả thật vô liêm sỉ ăn chơi chác táng trên nỗi đau đồng bào là loại người gì mà cũng không sao cạn ngân sách thì mai đảng ta lại tăng thuế tăng phí để bù lại cùng lắm là tăng thêm xăng tăng điện tăng ga bù vào xin hết trích ngay sau khi đoạn clip về bữa ăn đắt đỏ của bộ trưởng Công an Tô Lâm được công bố, dư luận trên các mạng xã hội đã bày tỏ nhiều ý kiến chỉ trích, nhất là trong thời điểm Việt Nam vừa chịu thiệt hại nặng nề bởi đại dịch Covid-19, đời sống người dân ngày càng trở nên cơ cực, nhiều gia đình lâm vào cảnh đói ăn do bị mất việc làm và hàng triệu người đã phải dắt díu nhau về quê. Trong khi đó, lại xuất hiện hình ảnh những quan chức đứng đầu lực lượng công an những kẻ luôn rêu rao là vì nhân dân phục vụ, vì dân hy sinh, nhưng lại đốt hàng tỷ đồng vào những bữa ăn xa hoa cạch cỡm, càng khiến cho người ta nhìn rõ bộ mặt nhẫn tâm và vô cảm của giới chóp bu cộng sản. Chắc hẳn, nhiều người khi nhìn cảnh tô lâm há miệng, nhai ngấu nghiến miếng thịt bò rát vàng, thì đã phải thốt lên câu thơ đầy căm phẫn của nhà thơ Bùi Minh Quốc. Đó là, quay mặt vào đâu cũng phải ghim cơn mửa, Cả một thời, đều cáng đã lên ngôi. Kính thưa quý thính giả, chương trình bình luận của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.